Thưa quý vị, cả nước đang chung tay chống dịch. Quyết tâm của Đảng và nhà nước để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, mức độ lây lan và diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị tất cả các địa phương tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để phát hiện ngay người từ nơi khác đến, không được để dịch bệnh âm thầm lan ra khắp cả nước. Bên cạnh đó, các địa phương bám sát đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp ứng phó cao hơn, sớm hơn thực hiện giãn cách thực chất và nghiêm túc hơn trên tinh thần, ai ở đâu ở đó. Thế nhưng đâu đó vẫn có những sự lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trách nhiệm là điều mà mỗi người cần phải được đặt lên hàng đầu trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Và để hiểu rõ hơn thì mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của biên tập viên Thanh Liêm với nhà báo Nguyễn Chiến. Xin mời biên tập viên Thanh Liêm. Và cùng đến với chuyện tối nay, thưa quý vị và các bạn, cả nước đang chung tay chống dịch, quyết tâm của Đảng và Nhà nước từ cấp cao nhất để sớm đẩy lùi dịch Covid-19. Mức độ lây lan và diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp. Và trước tình hình này thì Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đề nghị tất cả các địa phương tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà và giả soát từng người để phát hiện ngay người từ nơi khác đến không được để dịch bệnh âm thầm lây lan ra cả nước. Bên cạnh đó thì các địa phương quyết bám sát quyết định số 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh để có những biện pháp ứng phó cao hơn, sớm hơn thực hiện giãn cách thực chất và nghiêm túc hơn trên tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Thế nhưng thì câu chuyện mới nói ở đây là ở đâu đó vẫn có một cái sự lơ là trong công tác phòng chống dịch. Và cùng bàn luận về chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi mời đến trường quay của chào buổi tối nhà báo Nguyễn Chiến chuyên gia bình luận các vấn đề về thời sự và xin cảm ơn nhà báo đã cùng đồng hành với chương trình. Vâng thưa ông trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã vừa nêu ra những cái hiện tượng đã xảy ra trong xã hội khi mà có những à, nói tóm lại là có một số bộ phận người dân và thậm chí cả chính quyền địa phương vẫn còn một chút lơ là trong vấn đề về phòng chống dịch bệnh. Theo ông thì nguyên nhân từ đâu mà ra? Có thể nói như thế này là nguyên nhân của cái sự lơ là chống dịch là là, là vấn đề của một bộ phận người dân chưa có ý thức hoặc là thiếu ý thức, cho nên là có cái cái quan niệm của họ đối với vấn đề chống dịch là rất hết sức là lơ mơ. Trên họ rất rất trành mảng trong việc thực hiện, nghiêm túc những cái chỉ đạo của 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 nhà nước. Thế còn bên cạnh đó thì một bộ phận cán bộ ở cấp dưới thì vẫn còn chưa nhận thức hết cái trách nhiệm của mình, chưa làm hết cái vai trò của mình trong việc thực hiện chống dịch. Như chúng ta đã biết thì trong suốt cả cái thời kỳ vừa qua từ năm ngoái đến nay ấy, thì khi mà đã xuất hiện dịch thì lãnh đạo đảng và nhà nước đã kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân, tất cả cán bộ nhà nước đều phải có ý thức cao trong việc chống dịch bởi vì đây là cái trận dịch chưa từng xảy ra, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới nữa. Cho nên đòi hỏi mỗi người có một cái ý thức, có một cái trách nhiệm là cao hơn tất cả những cái gì đã từng có trước đây. Mình các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước thì coi đây là cuộc chiến chống dịch như chống giặc và mỗi một người dân mỗi một người cán bộ là giống như là chiến sĩ trên mặt trận mà chúng ta đã biết là người chiến sĩ trên mặt trận thì ý thức của họ khác hẳn với lại ý thức của một người dân bình thường trong một cuộc đời sống hòa bình chỉ đạo của cấp cao là như vậy nhưng mà tại một số địa phương thì rõ ràng chúng ta nhìn nhận trong thời gian vừa qua thì không chỉ có người dân lơ là đâu mà một số cán bộ cũng tỏ ra lơ là khi mà có những cái dấu hiệu như là tụ tập ăn uống này thậm chí là đi đánh gôn thậm chí là con cả cờ bạc đánh bạc tụ tập đánh bạc nữa vậy thì xin cho xin nhà báo cho biết là ý kiến của mình về hiện tượng này và đặc biệt là một số các cán bộ công chức mà lại là những người đứng đầu như vậy mà lại có những cái sai phạm khuyết điểm như thế từ khi xuất hiện dịch đặc biệt là từ cái đợt dịch thứ tư xuất viện là cuối tháng tư đến nay thì lãnh đạo đảng và nhà nước là cả đã có những chỉ đạo hết sức quyết liệt hết sức sát sao để nhằm đẩy lùi cái đại bệnh dịch ấy. tuy nhiên thì tôi vẫn muốn rằng như là đảng và lãnh đạo đảng và nhà nước cần bổ sung thêm nâng cái mức chế tài cho những người vi phạm đáng nhẽ nó phải nâng lên một mức cao nữa trước đây chỉ là nhắc nhở thì bây giờ phải cảnh cáo trước đây là xử lý hành chính thì bây giờ phải là xử lý hình sự rất tôi nghĩ rất nhiều trường hợp mà có thể phải xử lý làm gương chẳng hạn như là hai cán bộ cấp cao của tỉnh Bình Định, Bình Định. đi chơi gôn trong trong mùa dịch thì tôi nghĩ cái chuyện này cho đến bây giờ thì vẫn chưa có hình thức kỷ luật mà đáng nghĩa ra là cần phải có kỷ luật để làm gương nếu chúng ta không làm gương thì một bộ phận người dân cũng nhìn đấy mà họ không thực hiện mà họ đã thiếu trách nhiệm rồi thì họ lại càng thiếu trách nhiệm hơn nữa cho nên tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến này khốc liệt cuộc chiến này là chết người Vâng. chứ không phải là cái cuộc chiến bình thường nữa là công dân anh nên thực hiện đúng cái nghĩa vụ của mình và cũng thực hiện đúng lời kêu gọi của đảng nhà nước là chiến sĩ trên mặt trận chống dịch còn là cán bộ thì anh phải đi đầu vâng. nếu như anh không đi đầu thì anh nhường cái vị trí ấy cho người khác anh không đủ tư cách để ngồi ở đấy để chỉ đạo chống dịch nữa vâng. và cái điều này thì tôi nghĩ rằng là đảng và nhà nước cần tăng cường hơn nữa cái chế tài đối với những người không chỉ là vi phạm nữa, mà nó còn cản trở cuộc chiến chống dịch thì cần nó có biện pháp xử lý kiên quyết. hơn vâng. ừ. Thế mới có những cái câu chuyện như là báo chí những ngày qua đưa tin một cái trường hợp cũng khá là ý hữu khi mà chủ tịch phường lại ra quyết định xử phạt bí thư phường vì không đeo khẩu trang. Ngày xảy ra tại Thủ đoàn đô mình thôi. Vậy thì cá nhân góc nhìn của nhà báo Nguyễn Chiến thì ông phân tích cái câu chuyện này thế nào? Tôi rất hoan nghênh cái hiện tượng này. Mặc dù ông bí thư về nguyên tắc là cao cao hơn là chủ tịch phường. Vâng. Bởi ông chủ tịch phường là phó bí thư. Thế thì ông chủ tịch phường với tư cách là chỉ huy trưởng bộ chỉ huy chống dịch tại địa phương của mình mặc dù chịu sự lãnh đạo của bí thư nhưng ông là chỉ huy trưởng ông có thái độ kiên quyết với kể cả người cấp trên của mình tôi cho tôi rất hoan nghênh cái chuyện này vậy thì uh, bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc về vấn đề về ý thức của người dân À, trong khi đó thì uh, tại một số các khu cách ly thì vẫn để xảy ra những cái trường hợp như là uh, các F0 hoặc là các F1 uh, tự ý trốn khỏi khu cách ly cách bằng uh, uh, cái ý kiến chủ quan của mình. Uh, vậy rằng thì chúng ta cần phải nhìn nhận câu chuyện này như thế nào bởi vì chỉ cần lọt một F0 F1 ra ngoài cộng đồng thôi thì câu chuyện uh, về phòng chống dịch của chúng ta và tất cả những thành quả có thể nguy cơ bị đổ xuống sông xuống, xuống biển. Ở đây thì phải, lại phải nhắc lại là cái ý thức trách nhiệm của người dân khi anh đã được tập trung vào cách ly để tách khỏi cộng đồng Nằm chặn đứng những cái đường đường lây truyền cho xã hội thì anh lại không chấp hành mà anh lại cố tình là đi ra ngoài để tạo ra một cái điều kiện lây nhiễm cho cộng đồng thì tôi nghĩ đây không chỉ là lỗi mà nên nên quy nó thành tội bởi vì chúng ta thấy lỗi nhẹ hơn tội rất nhiều nhưng mà mặc dù hiện nay là về mặt pháp lý thì cái cái tội lây nhiễm cho cộng đồng ấy, thì mới chỉ hết sức mơ hồ có ghi trong bộ luật hình sự nhưng mà nó chưa đậm đặc lắm bởi vì khi xây dựng luật là chưa xảy ra những đại dịch như hiện nay à. cho nên là những cái chế tài ấy là còn hết sức lỏng lẻo người trốn cách ly những người như là không khai báo gian về mặt y tế thì bây giờ phải coi như đấy là phạm tội bởi cái khả năng mà họ lây nhiễm ra cộng đồng là rất lớn. Cho nên phải coi là tội không còn là lỗi nữa. Mà điều này thì cần phải xử lý. Thì mới tạo ra sức răn đe của pháp luật trong cái cuộc chiến này. Bởi vì cuộc chiến chống dịch như là cuộc chiến trong chiến tranh. Thì cái pháp luật trong chiến thời kỳ chiến tranh khác hẳn pháp luật trong thời kỳ hòa bình. Để nâng cái mức chế tài trong việc những người không chỉ lơ là mà còn cản trở quá trình chống dịch của đất nước. Vâng, rõ ràng là không thiếu những cái trường hợp mà trốn khỏi cách ly hoặc là thậm chí là có những biểu hiện là hành hung, là xô sát và thậm ừ. chí là uh, ngăn cản chống người thi hành công vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 nữa. Và rõ ràng là một số các cái điển hình như là uh, vượt biên này, rồi là uh, trốn khỏi các cái khu mà đã được phong tỏa này, hoặc thậm chí uh, chúng ta có thể nhìn thấy là À, còn tổ chức các cái cuộc vui chơi massage, karaoke hình thức trá hình ở tại một số các cái à, địa điểm nào đó ở trong cái địa phương mình. Vậy thì dưới góc độ khách quan của mình thì à, người đứng đầu của chính quyền địa phương thì có cần phải chịu trách nhiệm trước những vấn đề này hay không thưa nhà báo Nguyễn Chiến? Nếu như để trong địa phương của anh xảy ra những hiện tượng như thế thì anh phải chịu trách nhiệm. Mà chịu trách nhiệm bây giờ không chỉ là nói xuống mà phải có một cái hình thức kỷ luật nào đấy để mang tính răn đe cao hơn chứ hiện nay mà trong một địa phương sẽ để xảy ra những cái tụ điểm karaoke, tụ điểm massage hay tụ điểm trích uh, ma túy mà thấy cán bộ thì vẫn dừng dưng như không thì tôi nghĩ rằng nó chưa mang tính răn đe lắm. vâng vậy thì phân tích sâu hơn về câu chuyện về ý thức của người dân thì bàn luận về ý thức thì uh, theo nhà báo nguyễn chiến thì chúng ta cần phải nhìn nhận câu chuyện này thế nào? đúng là như trên tôi đã nói là uh, vấn đề ý thức của người dân là một cái lá chắn rất lớn để để ngăn chặn bệnh dịch Thế mà ý thức một, của một bộ phận người dân hiện nay còn lơ là thì tạo ra những cái kẽ hở rất lớn để dịch nó lây lan. Thế thì bây giờ cái ý thức của người dân cần phải nâng lên như như thế nào? Thì theo tôi là nó có ba vấn đề. Cái yêu cầu đầu tiên của ý thức người dân hiện nay là cần phải chấp hành nghiêm tất cả những chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên. Từ cấp phường đến cấp quận, cấp thành phố đến cấp trung ương. Cái mặt thứ hai nữa là vấn đề là mỗi người phải tự thay đổi cái ý thức của mình ý thức trong cuộc sống có dịch khác mà ý thức trong cuộc sống không có dịch khác nhận thức sâu hơn nữa anh phải nhìn thấy cái những người đang tuyến đầu kia họ đang hy sinh kìa họ có thể cận kề về cái chết nhưng mà họ vẫn quyết tâm để bảo vệ ngăn chặn dịch thì anh phải trông đấy như làm gương để tự dân mình thì tôi nghĩ rằng đấy là những việc có thể nhỏ nhưng ít nhất nó cũng thể hiện được cái ý thức của người dân cần phải thay đổi trong lúc này và, và hy vọng rằng với những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Chiến thì đã giúp cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay à, có thêm những cái thông tin để chúng ta có thể tự nâng cao ý thức của mình để à, chung tay để lùi dịch Covid-19 một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích từ nhà báo Nguyễn Chiến chuyên gia bình luận các vấn đề về thời sự và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.